Kính chào quý vị, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Hòa nhập phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 28 tháng 7 chuyển tải đến quý vị nhiều tin tức đáng chú ý. Nhiều hoạt động nghĩa tình chăm lo cho lực lượng tuyến đầu và người có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh. Cuộc sống bên trong vùng đỏ, khu phong tỏa, khu vực cách ly. Bà Rịa Vũng Tàu chỉ đạo nhanh chóng triển khai gói hỗ trợ lãi suất 0% để doanh nghiệp trả lương cho người lao động. Thực hiện phun khử khuẩn các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh. Mở đầu chương trình Hòa nhập phát triển trưa nay là những ghi nhận tại thành phố Bà Rịa. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Bà Rịa về vận động quyên góp hỗ trợ an sinh xã hội cho nhân dân gặp khó khăn trong đợt giãn cách xã hội, từ ngày 19 tháng 7 đến nay, Mặt trận Tổ quốc thành phố đã tiếp nhận sự đóng góp ủng hộ của 44 tổ chức, cơ quan, đơn vị và cá nhân. Từ ngày 19 tháng 7 đến nay, Mặt trận Tổ quốc thành phố đã tiếp nhận sự đóng góp ủng hộ của 44 tổ chức, cơ quan, đơn vị và cá nhân. Theo đó có 15 tổ chức cá nhân ủng hộ tiền mặt 123 triệu 600 ngàn đồng, 29 tổ chức cá nhân ủng hộ lương thực thực phẩm và nhu yếu phẩm. Hiện nay khoản tiền mặt đã được quy đổi thành những nhu yếu phẩm cần thiết như dầu ăn, nước mắm, nước tương, đường, bột ngọt, trứng cùng với gạo, mì và những thực phẩm như rau củ quả, cá tươi, sau đó phân bổ hỗ trợ nhân dân tại các xã phường và các khu vực phong tỏa, đặc biệt là hỗ trợ những gia đình khó khăn, lao động mất việc làm trong thời gian giãn cách xã hội. Thưa quý vị, thời gian qua, công tác tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Bà Rịa được thực hiện đồng bộ với nhiều hình thức đa dạng phong phú. Qua đó, kịp thời cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh để người dân chủ động ngăn ngừa, bảo vệ sức khỏe cho mình và cộng đồng. Trong đó, hình thức tuyên truyền lưu động được tăng cường thực hiện. Từ khi thành phố Bà Rịa thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, ngoài công tác tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, xe thông tin lưu động đi khắp các tuyến đường trên toàn địa bàn thành phố, thì một số đơn vị có cách sáng tạo như phường Long Toàn, Phước Trung tổ chức gắn loa di động trên xe máy đi khắp các tuyến đường hẻm nhỏ trong khu dân cư để thông tin tuyên truyền về các chỉ đạo của tỉnh, của thành phố, các thông điệp về cách phòng chống dịch bệnh, nội dung chỉ thị 16, thông tin về tình hình dịch bệnh đến tất cả người dân. Việc tuyên truyền bằng xe máy gắn loa di động được giao cho lực lượng dân quân thường trực của phường, các khu phố, tổ trưởng, tổ địa bàn dân cư trực tiếp thực hiện. Các file tuyên truyền do Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố cung cấp, qua đó giúp cho người dân tiếp cận được đầy đủ thông tin về dịch bệnh COVID-19, từ đó có ý thức hơn trong việc nâng cao ý thức, chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Ghi nhận tiếp theo tại huyện Xuyên Mộc. Trong 3 ngày 28, 29 và 30 tháng 7, huyện Xuyên Mộc sẽ tổ chức xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 định kỳ lần 3 nhằm sớm phát hiện các trường hợp nghi ngờ hoặc mắc COVID-19 để giám sát cách ly điều trị, đồng thời xây dựng kế hoạch phòng chống dịch phù hợp hiệu quả hơn trong thời gian tới. Xét nghiệm định kỳ lần 3 này, huyện Xuyên Mộc tổ chức phân nhóm xét nghiệm theo vùng nguy cơ. Trong đó, nhóm nguy cơ rất cao là xã Bầu Lâm sẽ xét nghiệm nhanh 20 tổ dân cư khoảng 1.000 mẫu. Khu vực xung quanh hộ gia đình có F0. Nhóm xã nguy cơ cao là Phước Thuận, Bình Châu, Hòa Hưng, Phước Tân xét nghiệm nhanh từ 3 đến 4 tổ dân cư với khoảng 1.800 mẫu khu vực xung quanh hộ gia đình có F0. Nhóm có ca nhiễm ngoài cộng đồng gồm thị trấn Phước Bửu, xã Xuyên Mộc, Hòa Bình, Hòa Hội, Tân Lâm xét nghiệm nhanh từ 2 đến 4 tổ dân cư với khoảng 1.550 mẫu khu vực xung quanh hộ gia đình có F0. Riêng xã Tân Lâm sẽ lấy thêm mẫu gộp PCR cho 30% dân số ấp Bầu Ngứa. Cuối cùng là nhóm xã chưa có ca nhiễm ngoài cộng đồng, gồm Hòa Hiệp, Bông Trang, Bân Triền, sẽ theo dõi tình hình để chủ động phòng chống dịch, thực hiện khoanh vùng khi có ca F0, xét nghiệm nhanh cho người dân tại tổ dân cư có ca F0 và lấy mẫu RT-PCR ngẫu nhiên cho nhóm người có nguy cơ cao. Huyện Xuyên Mộc đã bố trí 40 nhân viên y tế của Trung tâm Y tế huyện, trạm y tế các xã thị trấn và y tế học đường lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời bố trí 60 người hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự, khoảng cách. Nhằm siết chặt việc thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh, huyện Xuyên Mộc yêu cầu lực lượng chức năng duy trì chặt chẽ việc kiểm soát người, phương tiện di chuyển trên địa bàn huyện. Huyện Xuyên Mộc đã triển khai thêm các đội tuần tra kiểm soát, các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên tuyến liên xã, đảm bảo triệt để việc cách ly toàn xã hội, xử lý những trường hợp ra đường không cần thiết,
Ngoài 6 chốt kiểm soát chặt các cửa ngõ vào ra địa bàn huyện, thì các xã thị trấn cũng duy trì các chốt nhỏ từ 4 đến 6 cán bộ chiến sĩ công an, quân sự, thanh niên tuần tra 24/24 giờ. Tính từ 0 giờ ngày 19 tháng 7 đến ngày 27 tháng 7, lực lượng chức năng toàn huyện đã tổ chức tuần tra 3.491 lượt, lập biên bản vi phạm hành chính 253 trường hợp, ra quyết định xử phạt 128 trường hợp với tổng số tiền 197,5 triệu đồng, nhắc nhở 1.317 trường hợp. Các chốt không ngăn sông cấm chợ vẫn tạo điều kiện cho hoạt động giao thương nhưng phải đảm bảo yêu cầu an toàn phòng chống dịch và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, buộc quay đầu đối với những trường hợp không đáp ứng yêu cầu vào địa phận huyện. Bây giờ là ghi nhận tại huyện Đông Điền. Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Đông Điền, từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8, huyện sẽ tổ chức xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho người dân 7 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Dựa trên tình hình dịch bệnh thực tế, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Long Điền tổ chức phân nhóm xét nghiệm theo vùng nguy cơ. Trong đó, nhóm nguy cơ rất cao là thị trấn Long Hải sẽ được lấy mẫu tầm soát lần 3 với số dự kiến là 14.809 mẫu. Nhóm nguy cơ cao gồm xã Phước Tỉnh, xã An Ngãi, xã Phước Hưng, thị trấn Long Điền với số dự kiến là 31.607 mẫu. Nhóm nguy cơ gồm xã An Nhất và xã Tam Phước với số dự kiến cần lấy là 3.136 mẫu. Căn cứ vào thực tế của từng địa phương, từng khu phố, ấp, từng tổ dân cư, huyện sẽ lựa chọn số người cần lấy mẫu. Phương pháp lấy mẫu xét nghiệm là real-time PCR khẳng định. Theo kế hoạch, ngày 28 tháng 7, huyện lấy mẫu cho người dân xã Phước Tỉnh. Ngày 29 tháng 7 sẽ lấy mẫu cho người dân xã An Ngãi. Ngày 30 tháng 7 sẽ lấy mẫu cho người dân thị trấn Long Điền. Ngày 31 tháng 7 sẽ lấy mẫu cho người dân thị trấn Long Hải. Ngày 1 tháng 8 sẽ tổ chức lấy mẫu cho người dân xã Phước Hưng. Ngày 2 tháng 8 sẽ tổ chức lấy mẫu cho người dân xã An Nhất và xã Tam Phước. Để đảm bảo cho việc lấy mẫu đúng kế hoạch đề ra, huyện Long Điền huy động 98 người để lấy mẫu cũng như hướng dẫn, hỗ trợ người dân và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, các khu vực lấy mẫu. Thưa quý vị, những ngày gần đây, số ca COVID-19 tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu không ngừng tăng ở mức cao. Và điều là những ca được ghi nhận trong khu cách ly tập trung và khu vực đang phong tỏa. Điều này càng cho thấy áp lực, sự căng thẳng của các lực lượng làm nhiệm vụ, bảo vệ, kiểm soát, điều hành và phục vụ trong những khu vực này. Các phóng viên thời sự đã có ghi nhận thực tế tại những khu vực được gọi là vùng đỏ trong bản đồ dịch bệnh COVID-19. Mời quý vị theo dõi. Với ca COVID liên tục được ghi nhận, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền hiện là một trong những tâm dịch lớn ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thị trấn có 12 khu phố với hơn 12.000 hộ, 40.000 nhân khẩu. Khi bị phong tỏa để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, hầu hết người dân đều thấy căng thẳng. Căng thẳng không chỉ vì không gian sống bị bó hẹp, nội bất xuất, ngoại bất nhập, mà còn vì nỗi lo nguy cơ cao, rất cao mà bệnh có thể xâm nhập. Nhưng rồi, sau vài ngày, người dân bắt đầu quen với không khí phong tỏa. Đặc biệt, mọi lo âu dần giãn khi có chính quyền hướng dẫn tận tình cách phòng dịch, cách sinh hoạt, tổ chức cuộc sống trong khu vực bị phong tỏa. Việc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID được thực hiện liên tục. Vệ sinh, khử khuẩn cũng liên tục. Nhu yếu phẩm thiết yếu được đảm bảo, không xảy ra tình trạng người dân thiếu thức ăn, nước uống hay các nhu yếu phẩm thiết yếu hàng ngày. Tôi là người đại diện, tới từng nhà, tôi gõ cửa từng nhà và hỏi bà con khó khăn gì, tôi lấy miếng giấy tôi ghi vô và tôi sẽ đi chợ. Cái điều thứ nhất là tôi sẽ ra Bách Hóa Xanh, tôi mua để về phục vụ, chia ra từng nhóm, ví dụ như sáng tôi ghi nhóm này, xong rồi tôi qua tôi ghi nhóm kia, tôi về tôi đi chợ, chợ cho nhóm 1, xong tôi về tôi đi chợ cho nhóm 2, phục vụ cho bà con. Thì tôi thấy là bà con rất là hài lòng cái việc làm của tôi, người ta cũng rất cảm ơn. Nói chung ra là nhiệt tình, bà con cũng hợp tác với tôi, người ta cũng tuân thủ theo giống như là ở trong nhà, không đi đâu hết. Thì tôi nhận đơn, tôi mua cho bà con đầy đủ. Thì tụi em lấy nguồn hàng nhập từ Đà Lạt về, hàng tươi ngon và rau sạch của gia đình tự trồng, để đưa đến cho tiếp ứng đến những cái gia đình khó khăn trong lúc này. Thành ra tụi em chịu khó cực một chút, nhưng mà mình đảm bảo bà con có thức ăn trong ngày. Thì nó cũng hơi thiếu thốn, nhưng mà được sự hỗ trợ của kịp thời của ủy ban, rồi của khu phố thì cũng có những mạnh thường quân họ tiếp tế vào như rau củ quả hoặc là các cái thực phẩm, thì bà con cũng chia nhau để cùng chung cái chống cái đại dịch này cho nó nhanh đẩy lùi.
Những bất tiện thiếu thốn, những căng thẳng âu lo dần được tháo gỡ bằng sự quan tâm chăm lo chu đáo từ chính quyền, ngành chức năng, bằng tình cảm cộng đồng thêm gắn kết khi chung hoạn nạn. Niềm tin và hy vọng lại thắp lên để mọi người ở tâm dịch Long Hải đồng thuận với chính quyền, chấp hành tốt quy định phòng dịch, phong tỏa. Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại khu cách ly tập trung trường tiểu học Suối Rao, xã Suối Rao, huyện Châu Đức. Khu cách ly ở một địa bàn xa trung tâm. Nơi đây đang thực hiện cách ly với 137 người, trong đó có 38 F1, còn lại là những người đi về từ vùng dịch thành phố Hồ Chí Minh. Nội quy cách ly ở đây thực hiện rất nghiêm ngặt, nhưng vẫn đảm bảo các điều kiện sinh hoạt cơ bản tốt cho mọi người. Trường tiểu học Suối Rao ở xã Suối Rao, huyện Châu Đức được trưng dụng làm khu cách ly tập trung. Ngôi trường vừa mới xây dựng nên cơ sở vật chất khang trang sạch sẽ. 13 thành viên làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung trường tiểu học Suối Rao, trong đó có quân sự, công an và lực lượng y tế địa phương. Tại khu cách ly, việc bố trí nơi ở cho từng trường hợp được tính toán cẩn trọng. Những người có cùng đặc điểm dịch tễ được bố trí vào một phòng, tối đa 6 người một phòng, diện tích 40m². Mọi người được phục vụ 3 bữa ăn mỗi ngày, sáng, trưa, tối. Suất ăn do một doanh nghiệp từ bên ngoài đưa vào hàng ngày trên nguyên tắc vệ sinh, an toàn thực phẩm và đủ dinh dưỡng. Các điều kiện về điện, nước và vệ sinh, đường truyền Internet đều đảm bảo. Đặc biệt, mọi sinh hoạt phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng dịch, nhất là luôn đeo khẩu trang, giữ khoảng cách với nhau. Chúng tôi tiến hành khử khuẩn 2 lần và đảm bảo cái giãn cách của người cách ly, giữ cách giường 2m. Và chúng tôi là đảm bảo cái việc phục vụ ăn uống hàng ngày, sáng, trưa và cứ tối. Thì công tác phòng chống dịch ở đây là rất là chặt chẽ. Mới chỉ 7 tháng tuổi, cháu Trần Hoàng Yến Nhi và bà ngoại ngụ ở xã Đá Bạc là những trường hợp F1 được cán bộ và nhân viên khu cách ly hết sức quan tâm, dành nhiều tình cảm ưu ái. Dạ, cho mọi người qua là gửi tặng cho chị cho cháu á. Chị cho cháu á chị. Dạ, chị mỗi lần mà khi cháu có vấn đề gì, có sốt gì thì chị đến liên hệ phòng y tế của tụi em để tụi em đến hỗ trợ cho cháu. Rồi, cứ vậy thôi. Dạ thôi, xong ông chào chị. Cảm ơn con. Bà cháu tôi đã vô đây cách ly được 3 ngày rồi. Cháu ấy được 7 tháng tuổi và cháu ở đây thì được các cô chú khu cách ly này chăm sóc cũng rất tận tình. Và cũng cảm ơn các cô chú y tế rồi ở trong cách ly đây rất nhiều. Trường hợp này rất là tội, mới 7 tháng tuổi mà đã vào khu cách ly, về vấn đề ăn uống cũng thấy rất là khó khăn nên là chúng tôi rất là thương và ân cần chăm sóc chú đạo đến bà, cũng giống như là con của mình ở nhà vậy. Đi vào đây thì mình thấy rất là tội và phải không? Ai cũng đồng cảm hết. Cán bộ công nhân ở đây đều dành tình cảm cho rất nhiều người, chứ không chỉ là cho trường hợp đặc biệt. Tuy nhiên đối với những trường hợp đặc biệt như là bạn nhỏ đấy thì mọi người sẽ săn sóc nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn để làm sao tạo điều kiện tốt nhất cho tất cả những người vào khu cách ly này có thể thoải mái nhất trong tinh thần và đảm bảo sức khỏe của mọi người. Trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 trên địa bàn ngày càng tăng, số người phải cách ly tập trung cũng tăng lên rất lớn. Để đảm bảo các điều kiện cách ly tập trung cho 2.950 người tại 35 cơ sở cách ly hiện nay trong tỉnh là nỗ lực rất lớn của từng địa phương và các cấp, các ngành của tỉnh. Chia sẻ những áp lực lẫn nỗ lực lớn lao này, mỗi trường hợp khi phải cách ly tập trung cần chủ động tuân thủ mọi quy định phòng dịch để tự bảo vệ bản thân, cũng là để chung sức sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường. Thưa quý vị, từ ngày hôm nay 28 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7, huyện Châu Đức sẽ tổ chức xét nghiệm COVID-19 diện rộng tại 16 xã thị trấn trên địa bàn. Theo kế hoạch xét nghiệm COVID-19 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch huyện Châu Đức, mỗi hộ gia đình sẽ lấy một mẫu xét nghiệm RT-PCR cho người có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 cao nhất. Tổng số mẫu dự kiến lấy trong đợt này là 41.615 mẫu với 41.615 hộ. Trong quá trình lấy mẫu, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Châu Đức
yêu cầu người dân và lực lượng chức năng thực hiện đúng nguyên tắc 5K, nhất là phân luồng, giãn cách, đảm bảo an ninh trật tự nhằm tránh lây nhiễm chéo. Bây giờ là những ghi nhận tại thành phố Vũng Tàu. Đoàn công tác của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Vũng Tàu đã đến thăm tặng quà tỉnh xá Ngọc Đức số 41/22 Nguyễn Bảo, phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu, nơi nấu ăn hỗ trợ các hộ dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Tại tỉnh xá Ngọc Đức, lãnh đạo thành phố Vũng Tàu trân trọng tri ân tỉnh xá đã đồng hành cùng chính quyền thành phố trong công tác giúp đỡ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Dịp này, đoàn đã tặng 1 tấn gạo và 2 tạ rau củ quả với tổng trị giá 22 triệu đồng nhằm hỗ trợ tỉnh xá Ngọc Đức tiếp tục chăm lo tốt hơn cho những hoàn cảnh khốn khó. Được biết, từ ngày 14 tháng 7 đến nay, mỗi ngày, tỉnh xá Ngọc Đức phát gần 7.000 phần cơm chay miễn phí cho người vô gia cư, người lao động, người dân khu vực phong tỏa, những người đang làm nhiệm vụ tại các chốt trực ở khu phong tỏa phường 11 và phường 12, tổng trị giá khoảng 140 triệu đồng một ngày. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, Đoàn Thanh niên Công an thành phố Vũng Tàu phối hợp với các cơ quan doanh nghiệp và nhà hảo tâm trao tặng nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tại phường 12, đoàn đã trao tặng 100 phần quà, mỗi phần gồm gạo, dầu ăn, mì gói, khẩu trang trị giá 400.000 đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già yếu, tàn tật, người lao động bị mất thu nhập do đại dịch COVID-19. Trước đó, Công an thành phố Vũng Tàu cũng đã trao tặng 100 phần quà cho nhân dân phường 11. Từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 27 tháng 7, Đoàn Thanh niên Công an thành phố Vũng Tàu đã vận động và phối hợp với các nhà hảo tâm, Thành đoàn Vũng Tàu trao tặng 250 phần quà với tổng trị giá 112 triệu đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Qua đó đóng góp, chia sẻ khó khăn, động viên người dân vượt qua khó khăn, chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố vận động cán bộ chiến sĩ trích tiền lương cùng với sự đóng góp của các nhà hảo tâm để tặng nước cam ép, tiếp sức cho các y bác sĩ, lực lượng công an, quân đội thực hiện nhiệm vụ tại các tuyến đầu chống dịch trên địa bàn thành phố. Tiếp theo chương trình Hòa Hiệp Phát triển là những chủ trương chính sách chỉ đạo mới của tỉnh trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 9177 gửi các sở ngành liên quan về việc triển khai chính sách hỗ trợ cho dây người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh tỉnh phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tuyên truyền rộng rãi chính sách cho dây trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất quy định tại nghị quyết số 68 của Chính phủ và quyết định số 23 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện kiểm tra hồ sơ và triển khai cho dây theo các quy định của Chính phủ. Thời hạn giải ngân đến hết ngày 5 tháng 4 năm 2022, lãi suất 0% năm. Nếu quá hạn thì lãi suất 12% năm. Khách hàng không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền dây. Ngân hàng Chính sách Xã hội là nơi cho dây thực hiện cho dây trực tiếp đến người sử dụng lao động. Được biết, nguồn vốn để Ngân hàng Chính sách Xã hội cho dây là 7.500 tỷ đồng từ nguồn dây tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước. Trong ngày 27 tháng 7, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam giải ngân được một gói tín dụng ưu đãi cho dây lãi suất 0% để doanh nghiệp trả lương cho 12.000 người lao động bị ngưng việc do tác động của dịch COVID-19. Hiện nay, tình hình dịch bệnh diễn ra với tốc độ lây lan ngày càng nhanh ngoài cộng đồng. Đáng chú ý là tại một số khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cảng biển đã có ca dương tính, số F1, F2 là công nhân, người lao động ngày càng tăng. Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản đề nghị các sở ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh siết chặt hơn công tác phòng chống dịch tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cảng biển. Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các doanh nghiệp tăng cường công tác khử khuẩn, vệ sinh hàng ngày tại nơi đang thực hiện ba tại chỗ. Đối với công nhân, người lao động trong thời gian làm việc, luôn đảm bảo thực hiện các biện pháp 5K. Đề nghị các doanh nghiệp xử lý các tình huống khi có ca nghi nhiễm, mắc bệnh xảy ra theo sơ đồ hướng dẫn các phương án phòng chống dịch của tỉnh. Ban quản lý các khu công nghiệp, Sở Công Thương, Sở Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền nhắc nhở các doanh nghiệp, kể cả các nhà thầu phụ, các đơn vị làm dịch vụ thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các điều kiện về đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh và tăng cường theo dõi, giám sát chặt chẽ việc xét nghiệm đúng thời hạn.
qua kiểm tra giám sát, nếu phát hiện doanh nghiệp nào không chấp hành hay chậm trễ trong việc truy vết, khoanh vùng, cách ly thì đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý. Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản đồng ý chủ trương xét nghiệm cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch trên địa bàn của tỉnh 5 ngày một lần. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh CDC của tỉnh có trách nhiệm tổ chức xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp RT-PCR cho lực lượng tuyến đầu của Công an tỉnh và các cơ quan đơn vị địa phương được phân công tham gia làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát cấp huyện, cấp tỉnh. Các lực lượng làm nhiệm vụ truy vết, làm nhiệm vụ tại các khu vực phong tỏa, khu cách ly tập trung của tỉnh 5 ngày một lần. Trong trường hợp có ca F0 thuộc các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch thì phải tổ chức khoanh vùng dập dịch và xét nghiệm RT-PCR, khẩn trương phun khử khuẩn, tiêu độc tại chốt trực nhằm ngăn chặn mầm bệnh phát tán lây lan ra cộng đồng. Trước tình hình số ca mắc mới trên địa bàn tỉnh chưa có dấu hiệu dừng lại, đặc biệt các ca mắc mới phần lớn đến từ các khu cách ly tập trung, nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch được hiệu quả, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh ban hành công văn yêu cầu tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh. Tại công văn số 3736, Sở Y tế, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, đề nghị Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh và Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh. Đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh huy động nhân sự, xe và phương tiện phun khử khuẩn. Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để chuẩn bị hóa chất phun khử khuẩn và tiến hành khử khuẩn tại tất cả các cơ sở cách ly trên địa bàn. Đề nghị Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh và Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai, phối hợp thực hiện. Phần cuối chương trình Hòa Nhịp Phát triển là thông tin cập nhật tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trong 12 giờ qua, từ 18 giờ ngày 27 tháng 7 đến 6 giờ sáng nay, 28 tháng 7, Bà Rịa Vũng Tàu ghi nhận thêm 34 ca mắc COVID-19 mới. Trong số 34 ca mắc mới, huyện Xuyên Mộc là địa phương ghi nhận nhiều nhất với 15 ca, tiếp sau là huyện Long Điền ghi nhận 10 ca, thành phố Vũng Tàu ghi nhận 6 ca, huyện Đất Đỏ ghi nhận 2 ca và thị xã Phú Mỹ ghi nhận 1 ca. Như vậy, tổng số ca ghi nhận từ ngày 28 tháng 6 đến nay là 1.045 ca, số người đang cách ly tập trung là 3.088 trường hợp. Đây là một tín hiệu lạc quan về dịch bệnh do số lượng ca mắc mới ghi nhận trong 12 giờ qua có dấu hiệu giảm mạnh và trong số đó không ghi nhận trường hợp nào ngoài cộng đồng. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh cho biết đồ thị dịch bệnh đang đi xuống, ngoài trừ một số khu vực phong tỏa phải truy vết xét nghiệm toàn diện. Do đó, Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chiến thuật xét nghiệm sàng lọc theo phương châm làm đến đâu chắc đến đó, làm đến đâu sạch đến đó, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, khẩn trương thiết lập vùng xanh, vùng không Covid, giao cộng đồng dân cư tự quản với sự lãnh đạo của chính quyền cơ sở, bảo vệ vững chắc vùng xanh, tiến tới mở rộng vùng xanh, thu hẹp triệt tiêu vùng đỏ, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường. Chương trình Hoàng Diệp Phát triển trưa nay đến đây khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình Bản tin thời sự tiếp theo.